Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rất là lâu rồi mới được gặp lại bạn trong một cái buổi review. Hôm nay thì nhã hứng mình sẽ review cho các bạn một cái túi sách của Nam, cũng rất là đẹp các bạn. Thì nếu như bạn nào mà chúng ta đam mê, chúng ta có một cái túi sách đủ đẹp, đủ hiệu, đủ đẳng cấp thì các bạn sẽ không nên bỏ qua cái video này. Bởi vì mình nghĩ đối với lại người Nam đó các bạn, những cái vật dụng mà gần như chúng ta nên có, đó là gì? Đó là cần phải có một đôi giày đẹp, đúng không? Có một cái dây nịch, có một cái đồng hồ, có một cái bóp, có một cái mắt kính, rồi cần phải có một cái túi nữa. Để nhiều khi mình đi đâu đó các bạn mang theo những cái đồ cá nhân của mình thì nó cũng rất là tiện và nó cũng rất là đẹp nữa. Thì không mất nhiều thời gian, hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái túi này. Không cần phải giới thiệu các bạn ha. Rồi, đây là một cái túi của Louis Vuitton. Thì đây là lần đầu tiên mình được sở hữu một cái túi rất là hiệu và cũng rất là xịn sò này các bạn. Nên là cũng muốn review cho các bạn nam để chúng ta xem. Thì đây là một cái túi dòng Messenger. Messenger tức nghĩa là nó mô phỏng từ những cái túi giống như là ngày xưa người ta đi đưa thư vậy đó các bạn. Nên là nó một cái có tên là Messenger. Thì đây là một cái túi, đó ngoài cái túi này ra thì trong cái dust bag của nó. Đây, mình sẽ không có làm cái đập hộp nha các bạn. Thì nó sẽ có thêm hai cái túi nữa thì nó gọi là Trial Messenger. Đó, ví dụ như cái túi này thì đó các bạn đeo như vậy, chúng ta đeo đeo xéo ra một bên như vậy nè các bạn. Thấy không? Nhìn rất là ok. Biết các bạn thấy không? Đó. Các bạn đi chơi các bạn đeo xéo một bên như vậy ha, nhìn khá là đẹp đó các bạn thấy không? Hoặc là các bạn có thể dắt ra đằng sau như thế này. Đó, hoặc là các bạn có thể để đằng trước như thế này, tùy. Đó. Thì đây là cái túi mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thật ra túi của Louis Vuitton thì nó có rất là nhiều loại các bạn. Nhưng mà khi mình lựa chọn thì mình thích những cái dòng như vậy. Bởi vì nó đơn giản, nó gọn và nó tiện. Thì ngoài cái túi này ra thì trong đây là cái dust bag nữa đó các bạn ha. Thì những cái túi nào mình không dùng thì mình bỏ vào trong này để cho nó không có bị bụi. Đây, mình sẽ review trực tiếp cho các bạn coi luôn. Trong này thì nó còn có thêm một cái túi nhỏ như vậy nữa ha, và một cái túi nhỏ như vậy nữa các bạn. Như vậy nó sẽ tổng cộng là nó có 3 túi. Túi thứ nhất nè, túi thứ hai nè và túi thứ ba nè. Như vậy các bạn sẽ thấy là nó được để được rất là nhiều đồ. Thì nếu như bình thường á, cách chúng ta dùng cái túi này như thế nào? Đó. Bây giờ cái túi nhỏ này á thì các bạn sẽ lắp lên đây. Được không các bạn? Đó. Còn cái túi này á thì ở đây nè các bạn, ở phía đằng sau thì nó sẽ có hai cái khóa để chúng ta có thể móc vào, chúng ta kết nối vào. Thì khi các bạn dùng thì các bạn dùng cái này. Đó, chúng ta móc vào đây. Rồi, ở đây thì nó có cái khóa chính nè các bạn. À, các bạn móc vào. Rồi, mình sẽ móc vào ha. Rồi, sau đó sẽ review cho các bạn tiếp. Ây da. À, rồi khó móc. Rồi, như vậy khi mà các bạn móc vào thì chúng ta sẽ có một cái túi hoàn chỉnh như vậy. Được không các bạn? Đó. Ở nhà nên là mặc đồ đơn giản review cho các bạn coi thôi. Đó. Thì các bạn thấy đây là một cái túi mà mình rất là ưng ý luôn. Đó. Trong cái túi này thì các bạn đựng được rất là nhiều đồ. Đây, cái ngăn đằng trước này thì các bạn thấy là đó, nó cũng rất là rộng. À, các bạn có thể để điện thoại hoặc là bất kỳ những cái món nào các bạn thích. Còn không thì các bạn đa phần là chúng ta để trong cái ngăn chính này. À, ngăn chính này thì các bạn cũng có thể để được rất là nhiều đồ. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cái phần túi là mình chia sẻ cho các bạn ha. Để coi công dụng nó như thế nào, nó có đựng được bao nhiêu đồ. Rồi, bây giờ sẽ review cho các bạn nè. Thì cái túi này đầu tiên nó có cái phần dây nè các bạn. Thì các bạn thấy cái dây là nó làm bằng dây dù dệt rất là đẹp. Ở phía trên thì các bạn thấy là nó có chữ Louis Vuitton. Ở đây thì nó có cái phần da. À, khóa thì đa phần là khóa trắng. À, trên khóa nó cũng có chữ Louis Vuitton nè các bạn. À, thì những cái túi của nam các bạn đa phần thì nó là khóa trắng nha. Còn túi của nữ thì đa phần khóa của nó sẽ màu vàng. Đây là cái túi nhỏ. À, cái túi nhỏ thì các bạn có thể đựng chìa khóa xe hoặc là thẻ ngân hàng cũng được. Mình đã đựng thử rồi các bạn ha. Các bạn có thể đựng được khoảng 6-7 thẻ trong này. Rất là ok. À, các bạn thấy đẹp không? Thì cái vân này là vân gọi là laminar hay là cái gì đó. Mình cũng không rành lắm nha các bạn.
mà thường thì nó sẽ có hai loại. Đây, vân canvas thì một là cái vân theo kiểu ô vuông như vậy, hai là cái vân theo có chữ LV, vân monogram đó. Các bạn thấy phần dây không? Rất là nhiều, dây đeo lên rất là đẹp các bạn ha. Thì đây là cái túi thứ nhất nè. Ok, mình tháo ra dây để cho các bạn dễ coi. Rồi tiếp theo đây là hai cái túi còn lại nè các bạn. Đó, thì cái túi nhỏ chúng ta sẽ móc cái phần dây này vào chung với này đây. Đó, thì các bạn móc vào cái khóa này. Cái khóa này có thể kèm luôn hai cái móc. Thì đối với cái túi nhỏ này thì các bạn thấy là chúng ta có thể đựng được cái gì rất là rộng nha mọi người. Đó, các bạn có thể đựng được rất là nhiều thứ. À, ok, còn đây là cái phần túi lớn. Thì túi lớn các bạn thấy là bên trong nó rất là rộng luôn. Nó có ngăn ở đây để chúng ta đựng đồ. Phía trong thì nó có cái mạc của Louis Vuitton này, các bạn thấy không? Rồi, các bạn có thể đựng rất là nhiều đồ. Thì trong này mình cũng đã đựng được một số món rồi. Mình đựng cả camera để quay phim nè các bạn. Dầu thơm. Đó. Ngoài ra các bạn có thể đựng bóp ví. Giờ ngay cả cái một cái mắt kiến bự như vậy nè, các bạn cũng đựng vào. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok luôn. Vẫn còn rất là nhiều chỗ nha các bạn. Thì mình thấy cái dòng Messenger này nó đựng được rất là nhiều đồ các bạn, và nó rất là tiện luôn. Đó, thì đây chính là cái túi Louis Vuitton, dòng Messenger, dòng Trial Messenger. Đó, bình thường các bạn không dùng thì các bạn có một cái túi dust bag như vậy. Có chữ Louis Vuitton ở đây ha, chúng ta để vào. Chúng ta bảo quản cho túi nó không có bị dơ, không có bị hư. Thì mình dùng trong cái dust bag này. Đó, khi nào các bạn dùng thì các bạn lấy ra, các bạn ghép lại thành như vậy. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn là nhiều hay là ít, thì các bạn chúng ta có thể sử dụng một lần ba cái, hoặc là một cái, hoặc là hai cái. Các bạn có thể mix. Thì với cái túi như vậy thì nó tạo cho các bạn nam, thứ nhất mình xài Louis Vuitton là nó rất là đẳng cấp rồi, đúng không các bạn? Cái thứ hai là chúng ta rất là thời trang, và cái thứ ba là cái công dụng hàng ngày của chúng ta ha. Khi mình đi đâu đó chúng ta có thể bỏ mọi thứ vào, đúng không? Điện thoại, bóp ví, mắt kiếng, rồi bất kỳ những cái gì ha, các bạn có thể cho vào. Thì đó chính là cái công dụng của cái túi này. Rồi mình nghĩ là giá của cái túi này thì cũng không rẻ nha các bạn. Mình mua ở tại store của Louis Vuitton Đồng Khởi thì giá của nó là khoảng 60 triệu 500 ngàn. 60 triệu 500 ngàn. Thì đây là một cái túi lần đầu tiên mình mua nó nhiều tiền đến như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng đàn ông thì xứng đáng nên có một cái các bạn, không cần nhiều, các bạn không không cần phải là đua đòi nhiều hoa mẫu làm gì, nhưng mà cần có một cái thôi để mình tiện mình sử dụng, và nó cũng khá là đẳng cấp nữa. Rồi ok, mình review nhanh như vậy thôi. Hy vọng là mọi người thích cái túi này ha. Ok, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt mọi người.